Xin chào quý cô chú anh chị lại quay lại với kênh Tấn Phúc Bán Nhà Bình Chánh. Thì lời đầu tiên em xin kính chúc quý cô chú anh chị mình một ngày mới thật là nhiều năng lượng và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị một căn nhà là mặt tiền đường luôn. Ở đây là có xe tải cho mình luôn. Sân này là đậu được hai chiếc xe tải luôn. Quý cô chú anh chị mình có theo dõi kênh em thì quý cô chú anh chị mình cũng biết kênh em là chuyên bán về những phân khúc thị trường là Long An nè, Bình Chánh nè, và những phân khúc giá tiền là 1 tỷ, 2 tỷ và 3 tỷ. Căn nhà hôm nay em giới thiệu cho quý cô chú anh chị là mặt tiền đường luôn. Vị trí nằm tại là trục đường là Đinh Đức Thiện và nối dài. Ở đây thì mình di chuyển ra những nơi như là khu công nghiệp Cầu Tràm nè, chợ Trung Thành nè và khu đô thị 562 tầm 500 tới 1 km đổ lại thôi. Và căn nhà hôm nay em giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình có diện tích là 4m2 x 21. Hiện tại em đang cầm cuốn sổ của căn nhà này thì quý cô chú anh chị cũng thấy căn nhà này sổ là hiển thị đường luôn cho mình. Ở đây là căn nhà em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình. Căn nhà thiết kế cho mình diện tích là 4m2 x 21. Thiết kế cho mình tới là một trệt, một lầu gồm một phòng khách, một phòng bếp, tới 4 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh luôn cho mình. Và khoảng sân trước đây là sân đậu ô tô nên quý cô chú anh chị cũng thấy căn nhà mình cực kỳ rộng rãi luôn. Thì bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình vô bên trong căn nhà. Khoảng sân này rộng cho mình tầm là 6m. Xe ô tô ở vô nhà mình thoải mái luôn. Và đường của vô căn nhà này là đường nhựa đến 6m luôn cho mình. Thì quý cô chú anh chị mình cũng thấy rất là rộng luôn. Thì bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình vô bên trong căn nhà. Quý cô chú anh chị cũng thấy mặt diện của căn nhà là lắp hết cho mình là những là mái che này và hàng rào sắt nên làm cả căn nhà mình cực kỳ mát mẻ luôn. Và căn nhà mình nằm ở hướng tây, quý cô chú anh chị cũng thấy rất là thoáng và mát. Bên trong phòng khách đó thì cũng thiết kế cực kỳ rộng rãi cho mình. Phòng khách này rộng cho mình tầm khoảng là 20m2. Quý cô chú anh chị cũng thấy cực kỳ rộng luôn. Đó, gạch thì cũng dán lên tường PVC, dạ đá, dạ gỗ bên em lắp hết cho mình. Trần là trần thạch cao dược hợp, lắp cho mình là những hệ thống đèn lon và đèn led chiếu sáng hết căn nhà này. Ở dưới hốc chân cầu thang thì cũng có lắp cho mình là một cái kệ tủ này. Mình về mình đặt những bộ đồ hoặc mình không sử dụng cũng rất là đẹp luôn. Bên em thiết kế cho mình là những nội thất đầy đủ hết. Và ở giữa là có một khoảng không gian cầu thang. Quý cô chú anh chị cũng thấy cầu thang này thì nhìn lên nó rất là rộng rãi luôn nè. Đó, tay vịn là gỗ tăm sen. Bề mặt tiếp xúc cầu thang là lắp cho mình lớp đá hoa cương, đi lên rất là an toàn. Và ở đây là có một cho mình là một khoảng không gian phòng ngủ cho người lớn tuổi mình sử dụng. Phòng ngủ này về người lớn tuổi mình không lên lầu được sử dụng cực kỳ rộng rãi luôn. Và đi cho mình là tông màu trắng nên căn nhà này mình có lau chùi rất là nhanh gọn luôn. Căn phòng này mình sử dụng cho người lớn tuổi mình không lên lầu được rất là thuận lợi nè. Khoảng hành lang này thì rộng cho mình tầm 1m2 nên mình có bê chuyển đồ vật xuống bếp rất là gọn gàng nè. Thì bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình xuống đến bếp của căn nhà này. Bếp này thì bên em cũng thiết kế cho mình là gồm nè lớp đá hoa cương, kệ tủ bếp trên và kệ tủ bếp dưới, đi cho mình hết là những đầy đủ nội thất luôn. Và đây là có lắp cho mình là một khoảng chanh, một khoảng chanh thì cực kỳ đẹp luôn, làm cho căn nhà mình rất là thoáng. Và đặc biệt căn nhà này là có sân trước và sân sau. Sân sau là có luôn giếng trời cho mình. Ở đây thì về mình có thể làm nơi phơi đồ nè. Nhà vệ sinh thì bên em cũng lắp gạch hết lên tường cho mình. Công dụng thì vẫn như lavabo, bồn rửa mặt, vòi sen. Quý cô chú anh chị nãy giờ coi hết cái tầng trệt thì quý cô chú anh chị có thích cái tầng trệt này thì cho em xin một lượt đăng ký kênh. Kênh của em là Tấn Phúc Bán Nhà Bình Chánh. Thì bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo cho em mình lên tầng 1 của căn nhà này để cho xem trên tầng 1 của căn nhà này có gì. Và hiện tại em đang tiến lên tầng 1 của căn nhà này để giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình. Tầng 1 này thiết kế cho mình tới là 3 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Và căn phòng này có thể sử dụng mình làm phòng ngủ, gia đình mình ít người mình làm phòng thờ cũng rất là rộng rãi luôn cho mình. Và đặc biệt là có một khoảng không gian là ban công cho mình. Thì em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình ra tới ban công của căn nhà này. Ban công này rộng cho mình khoảng là 3-4m2. Mình về đây mình có cây trồng hoặc là mình trồng ở đây cũng được nè. Mình bỏ một bộ bàn ghế ở đây, mình về mình đi làm về mình ngồi đây cũng rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Quý cô chú anh chị cũng thấy cái ban công này về thì mình sử dụng là một nơi mình uống những tách cà phê nè, hoặc là mình có vài vị khách mình đem lên đây mình tiếp cũng được. Cũng rất là rộng rãi luôn. Và căn nhà này đi cho mình hết là những đầy thủ nội thất, tranh, ảnh, rèm, cửa bên em sẽ tặng hết cho quý cô chú anh chị mình. Căn nhà mình rất là rộng cho mình, diện tích là tới là 4m3 x 21. Quý cô chú anh chị cũng thấy rất là đẹp luôn. Giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em để đi tới căn phòng thứ ba của căn nhà này. Đây, căn phòng thứ ba này cũng rất là rộng rãi cho mình, thích hợp cho con em mình sống một mình, sống ở đây rất là thuận lợi luôn. Và đây là căn phòng cuối cùng của gia đình mình. Thì căn phòng này quý cô chú anh chị cũng thấy nè, lắp cho mình là hệ thống cửa sổ mở, mình lấy gió chiều, đi cho mình tông màu trắng nên mình có lau chùi rất là nhanh gọn. Và có một nhà vệ sinh sử dụng chung ở đây. Công dụng thì vẫn như phòng vệ sinh bên dưới thôi. Là bồ bồn rửa mặt, vòi sen bên em lắp hết cho mình. Bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em xuống bên dưới, em sẽ báo lại mức giá của căn nhà này, vị trí chính xác.
Và vừa rồi em đã giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình đi tham quan hết á, tất cả những căn nhà này luôn. Thì quý cô chú anh chị cũng thấy một căn nhà cực kỳ rộng rãi, mặt tiền đường cho mình. Vị trí của căn nhà này nằm tại trục đường là Đinh Đức Thiện nối dài. Từ đây mình di chuyển ra những nơi như khu đô thị 5 sao nè, khu công nghiệp Cầu Tràm và chợ Dung Thành là tầm 1 cây tới 500 mét thôi. Căn nhà này có mức giá cực kỳ ưu đãi luôn cho mình là 2 tỷ 350 triệu. Đường nhựa là được chứa được tới 2 chiếc xe tải luôn, và đường nhựa là 6 mét cho mình. Sân đậu ô tô, có sân trước và sân sau, thiết kế cho mình máy hợp cực kỳ. Giá chính xác của căn nhà này là 2 tỷ 350 triệu, không phát sinh chi phí nào. Quý cô chú anh chị mà có thích căn nhà này á, hãy gọi đến số điện thoại bên dưới của em này. Em sẽ dẫn quý cô chú anh chị mình đi tham quan căn nhà này. Thì video của em tới đây cũng dài rồi. Em xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị tại những video sau. Em xin cảm ơn.